cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Dạ dạ dạ, con chào mấy cô. Con đóng cái quyền ra đóng cửa xe. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì hôm nay là một ngày rất là tốt đẹp, rất là ngày rằm. Thì Thủy đem bánh ít trần rất là ngon, thì bánh này thì có thử qua rồi cho nên thì Thủy đặt đem bánh cũng là bánh chay để gửi cho mấy cô chú và lì xì chút xíu đầu năm cho mấy cô. Thì hồi trước Tết thì con có đem sữa với lại thuốc nam. Đúng rồi. Dạ khỏe ha cô. Dạ, ha. Dạ. Uống ngoài vậy má. Dạ. Dạ thì bây giờ không biết là giờ mình đi từ chai xuống đi con. Dạ dạ. Dạ hôm nay thì Thủy với anh Tấm, thì đại diện anh Tấm Sang, công ty Tấm Sang BDS đó, thì đặt bánh chia sẻ cho bà con và gửi cái tiền lì xì là của anh trai anh Sơn với lại chị Hoa, thì gửi cho mấy cụ mỗi người là 50.000 đồng đó, của ít lần nhiều. Dạ. Bỏ trước luôn. Dạ. Dạ thì mình cho anh trước Thủy không có đổi được cái tiền mà 50.000 cho nên dạ, được rồi, tiền rồi. Lẻ thôi. Dạ, rồi mấy cô chú cũng cảm ơn con. Dạ. Con dạ, vô đi từ trên em. Uống từ trên em muốn ra chứ. Dạ vậy thôi con tới đây thì con đi vô đây trước. Vô đây trước cũng được. Vô đây trước cũng được. Rồi mấy bà lại vừa ngồi, bà nào có giường thì lại vừa ngồi đi. Chị ba đi vừa ngồi đi. À, dạ. Ba khoan vậy. Dạ mình đi vô. Vậy mình đem bánh vô đây con. Đẩy đẩy vô luôn con. Ở đây là có bụi đó là ổn nhất rồi đó con. Đẩy nguyên thùng vô đây luôn cho con, đẩy vô cho nó dễ con. Dạ con chào phụ. Dạ Tết tụi ăn Tết vui vẻ không? Dạ ăn Tết vui không? Dạ. 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 Dạ con hôm nay con rất là vui, con lì xì cho bà là 50.000 nha, cũng ít làm nhiều bà ha. Bà với lại cái hộp bánh này bánh chay ăn ngon lắm. Dạ. Bà vui không? Dạ, ở nhà nó ăn nhẹ. Dạ. Vô đây vui lắm ha bà ha. Dạ. Bây giờ qua màn hình này bà có thể nói gì với mọi người được không? Hả? Có chia sẻ cái gì vui buồn cho mọi người nghe được không? Vài câu thôi. Dạ ở đây cũng vui vẻ. Thấy đây mạng gì cũng dễ hết. Thấy bà cười là con vui rồi. Con hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Ăn đậu mài có gì mình đi mua. Dạ. Ăn chay thì chấm mua đùa. Dạ. Thầy có cho ăn chay. Dạ. 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 Lâu thì nước tôi bẻ người ở nhà mà. Dạ. Dạ. Đông người vui lắm. Dạ con chúc cụ luôn nhiều sức khỏe nha. Dạ luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Dạ. 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 98 đúng rồi, Tết năm nay là 98 rồi đó. Wow. Quá tuyệt vời luôn ha. Chào thật độ á. Rồi, thôi con đi qua bên đây. Thì cô phúc hậu quá, chúc cho con sang năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc, nhiều tài lộc nha. Dạ. Thì con gửi cô một cái hộp bánh với lại con lì xì cô 50.000. Dạ. Quýt lòng nhiều cô nha. Quý lắm. Dạ dạ. Dạ con gửi lì xì cho cụ 50.000. Dạ. Với lại cái hộp bánh ăn lấy thảo với con nha. Có quà chứ bánh chưa? Món gia đình được vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ dạ. Dạ làm đâu được đó, làm hết được nhiều. Dạ dạ dạ. Dạ con chào các cô. Dạ
16, 7, 8, 9, 12 người. Các cụ đang nằm, 12 cụ hả? Nằm dạ. Dạ. Nằm phía sau, cũng có người lên chùa. Dạ. Làm này được kia. Rồi con gửi cụ chút xíu bánh ăn cái thảo với con nha. Dạ, với con lì xì cụ đầu năm. Dạ. Chúc cô đầu năm tới cuối năm cũng phát tài phát lộc má năm tới cho nữa. Dạ. Nguyên năm phát tài phát lộc mừng năm tới đem tiền cho nữa. Dạ, từ hồi bữa trước Tết con có đem sữa với lại thuốc nem đến đó. Vậy hả? Dạ. Dạ, con chúc cụ luôn nhiều sức khỏe nha dạ, cụ. Cảm ơn dạ. Cô. Đầu năm. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Nói ha. Năm mới chúc vạn thượng như ý nha. Mà bạc tiền phải vô cả ký rồi, không có tài không khí, cũng không có bồ nhí nữa. Dạ. Tiền vô cả ký luôn hả? Cả ký dạ. Luôn dạ. Luôn á. Dạ. Vô rồi. Mà không có được tài không khí nha, cũng không có bồ nhí nữa. Dạ. Cái đâu có bồ nhí. Mà cô ơi. Không có bồ nhí cho nó nghe nhớ. Không cần tiền vô ký ký đâu. Chỉ sao tiền vô đủ để đi chia sẻ cho bà con nghèo chứ người khó khăn được rồi. Không, phải có tiền vô cả ký rồi mà trang trải khắp nơi nữa. Trời ơi, một năm vô cả ký ha. Dạ. Tiền lẻ lẻ vậy, cân ký được nhiều lắm nè, nghe cả nhà. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, dạ. Dạ. Đem một phần bánh với lại cụ nào cũng giống nhau hết thì ai cũng vậy hết thì khi cụ ngủ dậy sẽ có một món quà bất ngờ. Con về ông đem ra đây ăn bánh thôi. Dạ, con gửi lì xì cho cô dạ, nha. Dạ. Cô thấy đường hả? Thấy. Dạ. 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 Cô với lại con có để cái hộp bánh ở trần rất là ngon. Dạ. Ở dưới chân đây. Để cho cái giường đi ha. À, để ngay trong giường luôn ha. Dạ. Rồi, để gì có cô ăn nha. Dạ. Thì ra mắt cô cũng thấy đường, chứ không phải là cô ngủ. Cảm ơn cô. Ủa sao mặt cô bị gì vậy cô? Dạ, dạ con lì xì cho cụ đầu năm lấy dạ, chút tình cảm của con nha. Có cái gì ngon quá vậy? Dạ bánh ít trần ngon lắm. Dạ, nhưng đậu xanh thấy ở ngoài là biết. Dạ dạ dạ. Đặc biệt quá hôm nào dùng thấy đâu. Cái mặt cô bị cái gì vậy? Dạ tự nhiên. Sao vậy cô ha? Sao tự nhiên mà bị vậy? Dạ. Có té có gì không? Dạ không. Hả? Vậy là sao cô? Có đi khám bác sĩ gì không? Chưa. Ủa sao kỳ vậy? Là tự nhiên nó bầm tím vậy đó hả? Dạ. Cái này chắc có té quá. Sao cô người ta nói chứ tôi đâu có kiến làm biết cái mặt mình ra sao. Người ta nói trả lời như cô, người ta nói trời ơi cái mặt của bà sao kỳ vậy. Cho nên sao bà thấy sọc sọc trời ơi. Kỳ quá. Tự nhiên luôn hả? Dạ tự nhiên. Ủa gì có đi bác sĩ nó, gì à để coi. Nó sưng. Nó sưng rồi tôi sức. À cô cho. Nó sưng rồi tôi sức dầu. Em hỏi thăm là bà ngủ cái mặt sao mà bị vậy hả? Bà bị té. Mà sao bà nói bà nó tự nhiên? Bà bị lặn. À. Bà sao? Bà ngồi ở trong cái bờ á và không biết tại sao giờ bị té. Ông mặt xuống. À. Nó lại bị té ra như vậy á. Ừ đúng rồi. Dạ. Sao cô? Trời. Bị té. À. Dạ. Đâu có té. À. Sáng này ta nói tôi nó trời cái mặt bà bên đây sao vậy? Người ta nói nó sọc sọc rồi đó coi. Ừ, dạ. Tôi đâu có biết. Ờ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Vậy bà có uống thuốc chưa? Dạ. Có uống thuốc gì chưa? Dạ chưa. Chưa. Có uống thuốc. À, rồi, có bắt đầu chăm sóc. Bây giờ mình uống thuốc gì? Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ. Bây giờ cho uống thuốc. Cô uống thuốc canh giờ. Là cụ bị té. Dạ, 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 bị
tối ngồi trong cái bàn mà ngồi sao mà đầu xuống á bị té chứ. Bà cũng lẫn rồi, sao cô? Dạ, bà con. Cũng lẫn tám mấy rồi. À, gì đó hả? Bà lẫn. Dạ, cô. Thấy thương quá không cả nhà? Chị nói là do cụ ngồi á, cụ ngồi cái bị té rồi là bị mấy bầm cái mặt vậy chứ không có tự nhiên. Nhưng mà khi mình hỏi cụ nói tự nhiên. Thì đó là cái tình trạng của người lớn tuổi rồi nó va cái mặt nó va rồi cái thành dạ đa số các cụ đây cũng đều nói vậy. Mình biết là trong cái ấm này mấy cụ cũng nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Có cái cụ gì mà có cái kỳ mà lãnh được bao nhiêu sức ăn đó cụ nó đâu rồi dạ dạ rồi thôi mình đi qua bên kia dạ nó thay mặt cho nhóm bà lão. Ê, xin cảm ơn cô. Vì gì cô biết không, tới đây là cô chia sẻ. Dạ. Cái sự chia sẻ của cô ấy là rất là quan trọng đó với nhóm bà lão. Dạ. Hy vọng là tháng 7 này cô trở về nữa. Dạ. Để ủng hộ nhóm bà lão đi nữa. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Các cụ già đây chứ thương lắm, cả nhà ơi, cũng được lắm. Người lớn tuổi thì bao giờ cũng vậy. Người ta không... ta cần cái tình cảm nhưng mà đôi lúc có nhiều cái người ta không nhớ, nhiều khi ăn rồi hỏi ăn chưa nó chưa ăn nữa, nó là vậy đó. Có gì cả nhà thông cảm nha. Dạ con chào các cô. Dạ các cô khỏe không? Trời ơi thấy cô là các cụ mừng lắm rồi. Dạ dạ rồi hôm nay con đem bánh mời các cụ dùng là lấy thảo với con lấy về con. Con gửi chút quà lì xì 50 ngàn đầu năm nha. Dạ chút. Dạ. Thì tuy rằng cái món quà rất là nhỏ nhỏ nhưng mà tình cảm của Thủy với mọi người cũng như rất là lớn để dành cho các cụ. Mà các cụ rất là vui. Tuy là món quà rất là nhỏ mà thấy cụ nào cũng nở nụ cười và rất là vui. Đó là cái hạnh phúc của mình. Dạ. Rằng nó nhỏ nhưng mà nó quá lớn tại vì nó đông quá. Dạ 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 thì con chào cụ nha. Thì chứng của cô á thì cũng nhìn nhãn cũng đã thấy rồi thì cô mới làm thì chứng cô đi nhiều quá cũng hơi bị đau mỏi thì giờ con thay thế cô thì tặng cho mấy cụ đây. Đây là tiền của cô Thủy thì gửi xin đến ông chúc ông mới vui vẻ nhau. Rồi, con gửi ông cái nước trà. Chúc mong mẹ nhau. Quyền phụ với Thủy nha, đi chia sẻ cho các cụ nghe con. Yeah. Ơi, con chào các cụ. Các cụ chúc các cụ nhiều sức khỏe nha. Rồi, cho con gửi cụ. Gửi chút lì xì con nói với. Dạ dạ. Này con thay mặt cô Thủy lì xì cho cụ 50 ngàn. Cụ còn gì khỏe cụ hạnh. Dạ. Dạ. Tôi đại diện cho các bà lão để xin cảm ơn chú Tám rất nhiều. Dạ. Và chúc gia đình chú Tám với mấy anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ con chào cô. Cô dạ, cô thứ mấy tên dạ, gì cô? Cô Diệu Thu. À cô Diệu Thu hả? Dạ, cô dạ. Dạ. Thì cũng bên hội BDS này mỗi ngày cô mỗi coi mà. Vậy hả? Thành ra cô biết. Dạ. Mô Phật. Thành ra cũng thấy thương chú Tám với mấy anh em. Dạ. Dạ, cảm ơn nghe là cô với mấy anh em nhiều. Cô dạ, cô chú sống khỏe ha. Dạ dạ, cô dạ. Sống ở đây vui không cô? Vui, đây vui lắm, bạn bè không mà. Dạ. Cười giỡn suốt ngày. Dạ. Cô cho con hỏi thăm cô ở đây lâu chưa? Ở đây cũng 7-8 năm rồi. Ồ, vậy hả? Dạ. Bị dạ. Cô neo đơn mà. Nêu đơn là không có chồng, à, con chồng, gì luôn. Con không có gì hết, con mình. Con mình. Dạ. Dạ. Rồi cô sống đây vui là con cũng dạ. Thấy cảm thấy vui, thấy an ủi tuổi già. Dạ. Dạ, mô Phật. Con cũng chúc cô luôn vui vẻ, lạc quan. Dạ, mô Phật. Hạnh phúc với lại với mấy ấm từ hạnh, chùa dạ, từ hạnh. Mô Phật, cảm ơn dạ. Cô. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Thôi gửi lời thăm chú Tám. Dạ, dạ. 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 Thank you.
chia sẻ đến giống như mình đem tình thương đến để thăm các cô các cụ ở đây. Dạ. Rồi chúc các cụ các cô luôn vui vẻ lạc quan với đời nha. Dạ. 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 Dạ